Chào mọi người và chào mừng quay trở lại với video của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện việc thay màn hình hiển thị cho chiếc điện thoại Vivo Y17EC. Khi một chiếc điện thoại của chúng ta gặp vấn đề với màn hình, chúng ta thường phải đối mặt với quyết định khó khăn, liệu chúng ta nên sửa chữa nó hay mua một chiếc điện thoại mới. Tuy nhiên, với một chút kiên nhẫn và kỹ năng, việc thay màn hình hiển thị có thể là một giải pháp tiết kiệm chi phí và giúp chiếc điện thoại của bạn trở lại như mới. Trước khi bắt đầu bất kỳ dự án sửa chữa nào, điều quan trọng là phải chắc chắn rằng bạn có tất cả các công cụ cần thiết. Trong trường hợp này, chúng tôi đã chuẩn bị một bộ dụng cụ sửa chữa chuyên nghiệp bao gồm các đầu vít, bảng mạch và màn hình thay thế chính hãng. Tiếp theo, chúng ta sẽ tháo rời màn hình cũ từ chiếc Vivo Y17EC của chúng ta. Điều này có thể đòi hỏi một số bước cẩn thận và kỹ năng, nhưng với sự kiên nhẫn, bạn sẽ có thể hoàn thành nó. Hãy nhớ làm nhẹ nhàng và kiểm tra kỹ trước khi tiến hành bất kỳ thao tác nào. Sau khi tháo rời màn hình cũ, bước tiếp theo là lắp ráp màn hình mới. Đảm bảo rằng tất cả các kết nối được đặt đúng vị trí và không có bất kỳ phần nào bị mắc kẹt hoặc uốn cong. Khi đã hoàn thành việc lắp ráp, hãy thử nghiệm lại điện thoại của bạn để đảm bảo màn hình mới hoạt động đúng cách. Nếu mọi thứ hoạt động bình thường, chúc mừng bạn đã hoàn thành việc thay màn hình hiển thị cho điện thoại Vivo Y17EC của mình. Trong video này, chúng tôi đã cố gắng hướng dẫn mọi người một cách cụ thể và chi tiết nhất có thể. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc sửa chữa điện thoại có thể đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm. Vì vậy, nếu bạn không tự tin, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ một chuyên gia hoặc trung tâm sửa chữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ các video sửa chữa và nâng cấp khác trong tương lai. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Thank you.
Oh, my God.